cho thấy cách AI có thể khiến các bức ảnh lưu trữ trở nên lỗi thời. Các nhà cung cấp hình ảnh nặng ký rất đắt tiền, trong khi những nhà cung cấp hình ảnh giá cả phải chăng có thể dẫn đến một cuộc gọi quan tâm từ bộ phận nhân sự. Tại TNW Tower, chúng tôi dễ dàng vượt qua những rào cản này bằng cách tạo ra những kiệt tác tùy chỉnh như những bức ảnh huy hoàng này của Mark Zuckerberg. Đáng buồn thay, không phải ai cũng được trời phú cho những kỹ thuật điêu luyện như vậy, kể cả thực sự của bạn. Chỉ cần kiểm tra sự quái dị mà tôi đã thực hiện trên đỉnh bài viết này. Rất may, AI có thể sớm che giấu những khiếm khuyết về nghệ thuật của chúng ta bằng cách cho phép tạo ra hình ảnh chân thực. Bản demo Gorgon 2 mới của Nvidia cho thấy một cái nhìn thoáng qua về tiềm năng. Các hệ thống có thể dịch văn bản vào hình ảnh hiện thực looking mà bạn có thể sau đó chỉnh sửa nội dung của trái tim của bạn. Mô hình này được cung cấp bởi các mạng đối thủ chung GAN, kết hợp ánh xạ phân đoạn inpainting và tạo văn bản thành hình ảnh. Bạn có thể sử dụng các tính năng này để tạo ra thứ gì đó kỳ diệu như kỳ lân và cầu vồng, hoặc thứ gì đó thực tế hơn. Như ngày tận thế, bản demo hoạt động tốt nhất với những mô tả đơn giản về thiên nhiên, chẳng hạn như hoàng hôn trên bãi biển đầy đá hoặc tuyết trên núi. Văn bản phức tạp hơn có thể tạo ra kết quả kỳ lạ, nhưng điều đó cho phép hệ thống phô trương sức mạnh chỉnh sửa của nó. Bạn có thể tạo bản đồ phân đoạn của các đối tượng trong cảnh, sau đó chuyển sang chế độ vẽ để vẽ nghịch ngoạc bất kỳ chỉnh sửa nào. Sau đó, cọ vẽ thông minh của Gorgon 2 sẽ chuyển các bản phác thảo thành phong cách của một bức ảnh. Tính năng này cho phép bạn thực hiện các chỉnh sửa thực tế, chẳng hạn như thêm một cái cây hoặc phóng to một ngọn núi. Nó cũng có thể được sử dụng để tạo ra các hình ảnh thế giới khác. Ví dụ, hãy tưởng tượng tái tạo cảnh quan từ hành tinh Tatooine mang tính biểu tượng trong loạt phim Star Wars, nơi có hai mặt trời Ishan Salient của Nvidia, nói trong một bài đăng trên blog. Tất cả những gì cần thiết là dòng chữ mặt trời trên đồi sa mạc để tạo điểm bắt đầu. Sau đó, người dùng có thể nhanh chóng phác thảo dưới ánh nắng mặt trời thứ hai. Kết quả không phải lúc nào cũng hoàn hảo, nhưng phương pháp này có tiềm năng to lớn. Có thể không lâu nữa chúng ta sẽ từ bỏ kho ảnh cho một trình tạo hình ảnh AI có thể tùy chỉnh vô tận. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.